Em xin chào tất cả mọi người nha. Chào mọi người, quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh kiếm tiền của em. Thì ngày hôm nay á là ngày 5 tháng 2 rồi anh chị. Thì em muốn nhắc nhở cho quý cô bác anh chị mình, thì chúng ta chưa liên kết cái địa chỉ ví thì chúng ta nên liên kết ngay đối với cái dự án coin nha. Thì họ đã thông báo trong cái Twitter rồi, anh chị có thể vào trong cái Twitter chúng ta kiểm chứng nha. Thì họ thông báo á là anh chị phải liên kết địa chỉ ví gút co theo cái mạng là CoinMainNet nha. CoinMainNet nha anh chị. Thì chúng ta có hai cái giai đoạn. Một á, là chúng ta phải liên kết trước ngày 6 tháng 2 năm 2023. Đó. Để chúng ta được trả Europe lần đầu tiên, tức là 25% về cái địa chỉ mà chúng ta đã liên kết vào trong cái app. Nếu như mà cô chú anh chị nào chúng ta không liên kết trước ngày 6 tháng 2, cụ thể á, là chúng ta liên kết sau ngày 6 tháng 2 á, thì họ sẽ trả cho chúng ta theo cái lần thứ hai. Cái lần thứ hai này là nó rơi vào cái ngày 15 tháng 5. Là chúng ta nên là, em khuyên á, là hôm nay ngày 5 rồi chúng ta nên liên kết sớm để chúng ta được trả. Và khi list các sàn thì chúng ta có thể bán khi nó giá cao, hoặc là chúng ta có thể gửi staking để chúng ta lấy lãi. Còn anh chị nào mà không có thêm vào thì chúng ta phải chờ tới ngày 15 tháng 5 chúng ta mới được trả nha. Và ở đây, nếu như qua ngày 15 tháng 5 rồi mà nếu như nhiều cô chú anh chị mình chúng ta không thêm cái địa chỉ liên kết vào thì như thế nào? Thì em nghĩ khả năng cao là sẽ bị đốt. Chúng ta không được sử dụng cái đồng co đó nữa anh chị ha. Quy định là đã có đưa ra rồi, làm hay không là do chúng ta. Thì đầu tiên á thì làm gì làm, em nhắn khuyên chúng ta ha, vào cái app Satoshi ở đây. Thì anh chị nhấp vào cái nhận ở đây ha, để chúng ta quen với các thao tác. Thì mỗi ngày chúng ta vào cái phần dự án phía dưới nè, chúng ta nhấp vào test ở phía trên bên phải. Ở đây có cái chữ nhận băm, anh chị nhận 50k băm mỗi ngày cho em nha. Ok, thì bây giờ cái chương trình Aerobe thực nghiệm á, là hiện tại đã sắp xỉ gần là 80, đúng hơn là 79,86% cái tiến độ. Thì thời gian tới đây là bắt đầu sẽ cho Aerobe chính thức anh chị ha. Thì cái cách chúng ta nhận vẫn như là thực nghiệm hàng ngày như bây giờ. Nhưng mà khác cái lúc đó là chúng ta làm là tiền tươi thóc thật, chứ không phải như bây giờ. Còn anh chị nào mà chưa có thêm cái địa chỉ ví CoinMainNet vào trong cái app á, thì anh chị có thể xem cái video hướng dẫn em để dưới phần mô tả nha. Còn cái video này là chỉ là cập nhật nhanh thôi. Thì chúng ta vào cái phần của tôi ở đây nè. Nếu như cô chú anh chị nào chưa thêm cái mật khẩu quỹ á, thì chúng ta cần phải làm ngay. Thì chúng ta vào cái mục của tôi phía dưới bên phải, chúng ta vào cái mục thiết lập cá nhân. Ở đây nó sẽ có một số cái thông tin, là một là cái mật khẩu quỹ ở đây, chúng ta nhấp vào. Thì ở đây, nếu như mà chúng ta đã tạo cái mật khẩu quỹ cũ rồi, chúng ta còn nhớ á, thì chúng ta không làm cái bước này. Chúng ta chỉ cần vào liên kết ví và chúng ta nhập cái địa chỉ mật khẩu quỹ cũ thôi. Còn nếu như mà chúng ta đã quên, hoặc là chúng ta chưa tạo cái mật khẩu quỹ mà nó có hiển thị như thế này á, thì chúng ta phải nhấp vào cái quên mật khẩu quỹ nè. Khi chúng ta nhấp vào đây rồi, thì họ sẽ gửi cho chúng ta cái mail về, cái code về cái mail, và chúng ta cần phải vào cái code cái mail đó, chúng ta lấy cái code chúng ta dán vào và chúng ta tạo cái mật khẩu mới ha. Cái này em không làm tại vì làm nó gườm gà lắm anh chị, với lại em cũng đã có mật khẩu hết rồi, em không cần phải làm ha. Anh chị vui lòng làm cái này xong, chúng ta làm cái này xong á thì chúng ta mới thêm được cái địa chỉ ví. Sau đó chúng ta ở đây nè, mà trước khi á chúng ta thêm được cái địa chỉ ví á, là anh chị phải kiểm tra lại xem là chúng ta có liên kết quốc gia khu vực chưa. Đây em cũng đã có làm một cái video riêng rồi, cũng để dưới phần mô tả luôn ha. Ở đây chúng ta liên kết ở Việt Nam như em là ok, nếu như mình ở trong cái quốc gia Việt Nam. Rồi, tiếp theo, chúng ta muốn liên kết địa chỉ ví thì chúng ta vào cái chỗ cái chữ ETH nào phía bên phải có cái mũi tên đó, chúng ta nhấp vào. Ở đây chúng ta chọn cái chữ co cho em ha. Ở đây chúng ta sẽ có cái liên kết địa chỉ gốc. Anh chị nhấp vào đây. Nếu như anh chị nào đã liên kết rồi, họ bảo thành công rồi và cái quét gương mặt ok á, thì anh chị sẽ thấy cái địa chỉ quý của chúng ta trên đây nè anh chị. Thấy không ạ? Rồi. Và đặc biệt ở dưới đây nó sẽ có cái chữ là hai time, tức là chúng ta còn hai lần nữa. Nếu như cô chú anh chị mình liên kết xong rồi, chúng ta liên kết cái quý xong, chúng ta phải nhấp vào co liên kết địa chỉ quý rút nữa nha. Xác nhận một lần nữa, sau đó quét gương mặt, họ bảo thành công mới ok. Còn một số cô anh chị mình cứ nhập mật khẩu quỹ xong á, quét gương mặt xong á, cái chúng ta thoát ra là không phải. Sau đó chúng ta phải nhấp vào ở đây nè ha, khi nào mà họ bảo cái chữ là liên kết của bạn đã thành công. Cái thứ hai nữa ở dưới đây nè, từ số 3 lần nó sẽ chuyển thành 2 lần hoặc 1 lần là ok nha. Nhớ phải làm rõ làm kỹ cho em. Rồi đó là cái cơ bản nhất anh chị ha.
Cái video hướng dẫn thì em để dưới phần mô tả rồi, chúng ta vui lòng xem giùm em. Tiếp theo á, em muốn chia sẻ một cái nữa là cái vấn đề thì hiện nay một số cái sàn đã thông báo cái thời gian list cầu cụ thể. Thì ở đây cái sàn đầu tiên á, là cái sàn OK, cái sàn Hobby, cái sàn Bybit, cái sàn Get.io, sàn MEXC Goodball và cái sàn Bitmart. Thì tất cả các sàn này đều đồng loạt list sàn, tức là giao dịch giữa cái cặp là USDT với Co là vào lúc 12 giờ PM, 12 giờ UTC đó. Thì cái ganh sàn thì anh chị thấy nè, sàn top 7, top 21, top 8, top 17, top 19 và top 22 đó. Thì hiện tại là còn một số sàn chưa ha, như là cái sàn Conweb, sàn Giri Finet nè anh chị đó, toàn là những cái sàn top ha. Chúng ta chờ đợi tiếp tục, trong cái thời gian tới thì em sẽ cập nhật tiếp cho cô bác anh chị. Rồi hiện tại thì có một số cô chú anh chị hỏi em á, là cái mà giao dịch tăng băm theo cái trao đổi quý á, giao dịch quý hàng ngày thì không còn nữa anh chị nha, cái đó họ đã giảm rồi. Thì hiện tại cái phần mà thẻ băm và thẻ tặng này chúng ta vẫn còn giao dịch được, chúng ta vẫn còn cách khoán đổi để tăng băm ha. Tăng băm lại cái lợi thế nha anh chị cho chúng ta sau này. Rồi thì chúng ta có thể vào cái Victor nè, em sẽ cho anh chị xem một số cái thông tin liên quan ha, mới nhất của dự án. Thì cách đây một ngày thì có một cái dự án đã thông báo là về cái ví, cái dự án là Aclemen Quế Lạp, ví đầu tiên có hỗ trợ chuỗi khối co gốc. Chúng ta có thể đọc thêm cái bài viết của cái dự án họ ha. Thì đây là một cái ví là nó đơn giản quá tất cả các thao tác cho chúng ta, và đặc biệt sử dụng cho cái mạng hệ sinh thái con chị ha. Thì cách đây 6 giờ tiếp tục nè, co là thông báo còn 3 ngày nữa ha. Tiếp tục thì ở đây họ có một cái tích nè, chuỗi khối sẽ là nền tảng của lực và trật tự kỹ thuật số của nhân loại trong hơn 300 năm. Tiếp theo là Bitcoin, VOW của Bitcoin là sự đồng thuận thuần túy, EVM là Ethereum là máy ảo được sử dụng rộng rãi nhất, và Satoshi Plus là sự tổng hợp hoàn hảo, đơn giản, đẹp mắt và hoàn hảo dành cho Web3. Đó là những cái thông tin mới nhất của dự án, anh chị có thể xem ở đây ha. Và anh chị lưu ý nè, ở đây họ có một cái nhóm nè, Telegram, kênh Telegram giao chính thức duy nhất và duy nhất của dự án, chúng ta nhấp một cái chữ T.me. Thì anh chị có thể là follow ở đây nè, để chúng ta vào đây đọc thêm những cái thông tin chính thức từ dự án ha. Rồi thì có một số anh chị hỏi em á, là hiện tại có rất nhiều sàn thì chúng ta nên lựa chọn cái sàn nào để chúng ta giao dịch mua bán. Thì nói về cái sàn mà Litco á, thì như em đã kiểm cho anh chị xem hồi nãy thì có một số cái sàn là sàn top như là OK, rồi Bybit, Hubi, rồi Conweb, hay là MEXC, hay là Get.io. Thì trong mấy cái sàn này á, thì riêng bản thân em thì em thấy cái sàn Bybit và cái sàn Hubi là hai cái sàn mà giao diện là đơn giản và nạp rút về Việt Nam đồng, cũng như dùng Việt Nam đồng mua giao dịch trên đây thì giao dịch rất là nhanh, rất là thoải mái và rất là thuận tiện. Thì sở thích của em thì em thích hai cái sàn này, còn các sàn khác á, thì lâu lâu em mới sử dụng thôi. Thì sở thích là của anh chị thôi. Thì tất cả các thông tin các sàn này thì video hướng dẫn đăng ký em cũng để dưới phần mô tả, anh chị có thể xem tham khảo nha. Mình thích sàn nào thì mình dùng sàn đó thường xuyên, còn mình không thích thì mình vẫn đăng ký 1-2 sàn top để đó sau này mình dùng. Còn đối với cái sàn Hobi và cái sàn Bybit thì em đã có các video là cụ thể nhất. Một á, là em hướng dẫn đăng ký cài đặt tài khoản nè. Cái thứ hai nữa là cái video gì ạ? Cái video là hướng dẫn anh chị dùng Việt Nam đồng mua USDT. Rồi USDT chúng ta sẽ trade trên sàn, chúng ta giao dịch với các đồng coin khác và chúng ta bán lại USDT. Rồi từ USDT trên sàn chúng ta sẽ bán ra về Việt Nam đồng trong cái thẻ ngân hàng của chúng ta trong vòng khoảng 20 phút à. Đó là anh chị có thể xem tham khảo. Với thêm cái nữa, có số anh chị á là có nhờ em là chay trên sàn giùm hoặc là mua con trên sàn giùm, tại vì anh chị không nắm rõ. Thì không phải là em làm hiểm hay là em khó khăn nha, nhưng mà em muốn là anh chị tự thân vận động để chúng ta có thể biết được cái cách thao tác cơ bản nhất. Nếu mà anh chị không biết cách trao đổi chay trên sàn hoặc là chúng ta không biết để nạp rút á, thì chúng ta sẽ rất khó phát triển cái thị trường này. Mà anh chị nhờ người lần một, người lần hai, ai sẽ giúp anh chị nữa? Nếu như lỡ chúng ta gặp cái người không tốt á, thì họ sẽ lấy luôn cái mật khẩu tiền của chúng ta, nó sẽ bị, chúng ta sẽ bị mất tiền.
nên là anh chị có thể là xem các video hoặc là nhắn tin riêng em sẽ hỗ trợ gửi cho anh chị những cái video mà em chia sẻ những cái vấn đề liên quan nhất cho anh chị ha. Anh chị ha, còn mà em nạp mua giùm thì em sẽ không làm đâu. Nói chung là để cho anh chị chúng ta nắm rõ các thao tác là tốt nhất. Đó, còn anh chị có cái gì khó khăn hơn á, thì có thể bình luận phía dưới cái video trực tiếp, em sẽ hỗ trợ anh chị khi em rảnh nha. Hoặc là trong cái kênh cộng đồng Telegram của em á. Còn cái nhóm Zalo á, em nói luôn ha. Có một số anh chị á là nói em á là tại sao cái các nhóm Zalo này em không có mở cho anh chị bình luận trên đây, nhắn tin trên đây mà chỉ dành cho admin không. Tại vì Zalo á, nếu như có rất nhiều anh chị spam link ở đây là gửi các link này kia vào, thì có những link nó không có đúng tiêu chuẩn của Zalo thì trong thời gian ngắn họ sẽ khóa luôn cái nhóm. Ha anh chị ha, nên đó là lý do em chặn thôi. Đó. Còn anh chị nào có nhắn tin riêng á, thì chúng ta vui lòng vào trong cái Telegram ở đây nè. Em có một cái kênh ha, cái kênh cộng đồng đây cho phép chúng ta nhắn tin, bình luận thoải mái luôn. Thì anh chị có thể lên đây chúng ta có thể trao đổi thông tin với mọi người. Ai biết gì giúp đó anh chị ha. Rồi, em xin phép dừng video nha mọi người. Tranh thủ là liên kết cái địa chỉ ví ngay hôm nay cho em nha. Để tới ngày 8 tháng 2 mà list sàn giá cao không bán được thì lúc đó đừng có tiếc nha anh chị.